quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Minh Hà, nếu anh Hải nói cần đốt xe hay cái gì để quay phim, tôi cũng chi tiền ngay. Minh Hà khẳng định ngân sách đầu tư cho dự án lần này lớn gấp nhiều lần so với các dự án Lật Mặt trước đây. Đoàn làm phim Lật Mặt năm 48 giờ vừa chính thức ra mắt báo giới thành phố Hồ Chí Minh. Đây là series điện ảnh rất thành công qua 4 phần của phim, nên sự trở lại của dự án cũng như sự ra mắt dàn diễn viên chính ở phần 5 nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Phần mới của series bom tấn với chủ đề Lật Mặt 5 là sự trở lại của những gương mặt cũ như Võ Thành Tâm, Quách Ngọc Tuyên, Mạc Văn Khoa và sự ra mắt của những gương mặt mới toanh như Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, Lê Hà Anh, Tiết Cương. Sự góp mặt xuyên suốt của diễn viên nhí Bé Bảo Thi cũng đặc biệt chú ý thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Minh Hà cho biết phần 5 của phim có sự xuất hiện của một diễn viên nhí và vợ chồng chị đã phải tổ chức casting rất nhiều lần mới tìm được gương mặt nhí phù hợp. Với con nít thì điều quan trọng là các bé phải thích, vì khi bé thích thì mình nói bé mới nghe, còn không thì nhiều khi ra phim trường mình không thể năn nỉ nổi. Việc tìm một gương mặt nhí biết diễn, thích diễn và có gương mặt, độ tuổi, vóc dáng phù hợp kịch bản là một thách thức. Hai vợ chồng phải casting rất nhiều lần và cô bé này đã vượt qua 1.000 ứng viên để có được vai diễn trong phần 5 này. Nói về con số đầu tư cho dự án lần này, nhà sản xuất Minh Hà cho biết cô không thể đưa ra một con số cụ thể vì chưa thể lường trước được độ ngông của ông xã Lý Hải. Cho tới thời điểm này tôi chỉ biết là sẽ đầu tư rất nhiều tiền rồi đó, nhưng con số cụ thể thì tôi không thể công bố. Bởi vì đến lúc anh Hải ra phim trường, ảnh nói cần phải đốt thêm cái xe, đốt cái nhà là tôi cũng phải chi ngân sách ngay ở thời điểm đó. Tôi chỉ muốn khán giả biết một điều là cho dù phải đầu tư đến mức nào, thì hai vợ chồng cũng sẽ cố gắng trong khả năng của mình để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho bộ phim. Lật Mặt năm 48 giờ được khai thác theo thể loại hành động và theo tiết lộ của Lý Hải. Thì toàn bộ bối cảnh của phim sẽ được thực hiện ngay tại quê hương miền Tây sông nước của anh để chuẩn bị cho sự trở lại của series hành động phần 5 này. Cái đầu tiên là sự khác biệt về bối cảnh, nên Lật Mặt năm sẽ có 90% bối cảnh sông nước. Ai cũng biết việc đánh nhau trên bờ đã khó rồi, còn đây là đánh nhau trên tàu, dưới nước này nọ nên sẽ khó gấp trăm ngàn lần. Phần này cũng sẽ tập trung vào những cái lạ đặc sản của miền Tây như những chiếu xe lôi, những chiếc xuồng gắn máy và chợ nổi. Đó là những cái khác lạ hoàn toàn so với phim hành động Việt Nam trước đó. Và để chuẩn bị kỹ hơn nữa thì kỳ này đạo diễn hành động ngoài của Việt Nam là Hải Bùi còn có sự cố vấn hành động của đạo diễn Kim Chung Min đến từ Hàn Quốc, Lý Hải chia sẻ. Lật Mặt năm 48 giờ chính thức bấm máy từ ngày 18 tháng 11, 2019 và dự kiến ra mắt khán giả dịp Tết 30 tháng 4, 2020. Trong phần 5 này, Lý Hải cũng sẽ có một vai khách mời. Vai này chỉ có 3-4 phân đoạn thôi và được thể hiện vỏn vẹn một dòng trên kịch bản, nhưng khi quay sẽ mất ít nhất một tuần lễ.